Dạ vâng, em lại xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì cũng như mọi hôm thôi, em sẽ lên sóng trước tiên là mic cho bác ấy, nhưng mà mic thì bên em về thì bây giờ đã hết sạch các bác nhá. Không còn một bộ mic nào nữa rồi. Thì hai hôm về liền thì bên em đã bán hết sạch luôn. Đợt này thì các bác rất là chịu chơi, các bác mua mic rất là mạnh luôn. Và trong từ chiều nay đến mai là bên em sẽ về thêm mic nhá. Bác nào mà quan tâm mic thì nhớ là alo cho bên em nhá. Rồi, hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một cặp súp tai chi các bác nhá. TD tai chi. Đấy, cặp súp này nó quá là khủng luôn các bạn. Cặp súp rất là đẹp luôn. Súp sử dụng bát xương vai bò giống như là bát của B3. Các bác thấy không? Những cái bát này của nó đánh rất là lực luôn. Và đánh tiếng rất là sâu, mềm tiếng. Nó không bị cứng tiếng như là những loại súp khác nhá. Những quả này thì các bác chơi như sự kiện nhỏ, các bác chơi một cặp cho em thì đánh thoải mái luôn, đánh nhà gái. Tại vì nhà gái thì họ không cần thiết phải nhiều hoặc là to. Nhà trai thì mới cần nó khủng hơn một chút. Thì cái cặp súp này bên em mới về. Hình thức của nó thì cũng gọi là tương đối các bác nhá. Thùng của nó thì rất là cao. Con này thùng cao. Dáng rất là đẹp. Nó sâu như là thùng Martin thôi, nhưng mà nó cao hơn các bác nhá. Đây. Em quay qua những cái thành vách để cho các bác xem. Đấy. Con này thùng thì đẹp hơn là những dáng thùng của Martin, bởi vì nó thiên về chiều cao. Các bác cao thì các bác có thể để loa để đứt nhìn nó đẹp hơn. Những bác mà làm kẹo kéo hoặc làm sự kiện thì các bác, nó có cọc bên trên này, các bác chống lên thì các bác để loa rất là đẹp luôn. Thùng cao thì dáng sẽ đẹp hơn. Đấy. Và tất nhiên là ở cái quả bát này thì nó quả bát nó chiếm phần trăm lớn các bác nhá. Quả bát chất. Đấy. Chất lượng thì thùng kể cả là xấu hơn một chút nhưng mà nó ra chất âm vẫn hay. Đấy. Nhưng mà thùng mà đẹp mà những quả bát mà nó không chất lượng nữa, thì đánh tiếng nó không ra gì đâu. Đấy. Kể cả các bác thùng rất đẹp, các bác mua những cái bát mới tàu mà tầm độ 2-3 triệu các bác lắp vào tiếng cũng không hay đâu. Ở đây là những cái bát xịn này, hàng nội địa của bên Trung Quốc thì tiếng của nó cực kỳ hay luôn. Nếu mà nó hàng mới của nó thì nó rất là đắt tiền. Đấy, nhưng mà hàng bãi thì nó vừa tiền thì các bác được sử dụng những cái bát xịn, bát chất lượng. Đấy, rồi em sẽ quay chi tiết cho các bác nhé. Con này là từ 22, côn em đo ở cái lỗ này nó hơn 100 đấy các bác nhé. Đấy, các bác nào mà không tin thì có thể về đo lại. Tại vì cái này, cái côn của nó nhìn cái lỗ này nó nhìn thấy côn luôn. Nó hở cái lớp côn luôn nhé các bác nhé. Đấy, côn nhìn dây rất là to luôn. Côn 4 lớp dây rất to luôn. Đánh rất là uy lực. Bát rất là nặng các bạn. Đây em sẽ bỏ một chiếc xuống cho các bác nhé. Hai bát này thì nó giống nhau hết. Đây em chỉ quay một chiếc thôi. Một chiếc kia thì em không quay nữa. Đây bác, xương của nó nhìn rất là khủng luôn. Tờ đen nhìn rất là đẹp. Và những cái màng này của nó là màng sần hết nhá. Màng sần và gân thì là gân sóng. Màng cũng là màng sần nhưng mà bên trong nó là màng nó là sóng các nhá. Đây. Màng rất là đẹp luôn. Đây là nó bẩn các bác nhá. Đây coi thấy không? Đấy. Hàng về nó rất là nó bẩn luôn. Bên em về bên em chỉ lau qua cái thùng thôi. Còn cái bát này tháo ra thì chưa có kịp lau. Cái bát này thì nó về chiều sâu ấy, thì em quay cho bác này, sâu của nó đấy. Bát càng sâu đánh càng sướng. Kể cả những cái bát mà bát nó phun thế các nhá. Bát nó phun thế. Bát nào sâu thì tiếng chắc chắn là sẽ hay hơn đấy. Bát lông thì tiếng nó sẽ không hay bấy. Đây, đây các bác. Nói chung là những cái lớp keo là có đó thì bao zin cho bác luôn. Keo đẹp. Keo nhện, keo cổ. Đẹp, zin 100% luôn. Nhìn thì nó hơi khó. Và những cái phần này nó làm thì nó làm nồi rất là cao luôn. Các bác dùng những cái bát của B3 ấy, thì các bác biết rồi, B3 của nó, bát của nó cũng không khác gì con này luôn. Nhìn rất là đẹp. Này con này thì nó làm rất là giống với của B3 và nó có model của nó nhé. VK18. Số CD nguyên tem luôn. Những cái quả bát này đánh thì rất là chất lượng. Rồi em sẽ quay đến thùng cho bác nhé. Đây, thùng con này nhìn rất là chất luôn. Thùng gỗ
thùng gỗ rất là dày. Đấy. Bông thì có nó bông kín thùng luôn, bông quanh hết, và lỗ thông hơi thì nó làm cả trên cả dưới nhá. Đấy. Cả trên cả dưới luôn. Nó thiết kế rất là hay luôn. Xong rồi tí nữa em sẽ lắp vào và em sẽ thử cho các bác nhá. Hai quả nó như nhau thôi, nên em chỉ quay cho bác một quả thôi. Một quả này em để đây, xong rồi tí em sẽ lắp vào và em sẽ test trực tiếp cho các bác nhá. Đấy. Bác nào quan tâm thì chờ báo giá em nhá. Em sẽ báo giá ở cuối video cho các bác. Đấy. Rồi, các bác chờ em trong giây lát, em sẽ lắp bát và thử cái chất âm cho các bác nhá. Các bác vừa được nghe em test một đoạn nhạc của quả súp Tini Tai Chi các bác nhá. Súp bắt 50 và xương vai bò. Sử dụng từ A2, con này khoảng 105 các bác nhá. Con rất là to. Những cái dòng súp xương vai bò này thì đánh tiếng nó rất là sâu nhá, mà lại mềm, nó không bị cứng tiếng đâu. Các bác nghe ở cái volume rất là to ấy, nhưng mà nó không bao giờ nó nghe tai nó không khó chịu luôn. Đặc trưng của những dòng súp xương vai bò các nhá, nó rất giống những súp của B3 đấy, tiếng rất là hay luôn. Đấy. Em chỉ có một cặp nhá, một cặp duy nhất đây. Đấy. Dáng của nó thì rất là đẹp, con này dáng cao của nó tận 75 phân cơ bác, dáng cao 75 phân, đấy. Nó cao hơn là những cái dòng súp Martin, nhìn dáng đẹp hơn. Và khi các bác mà để trên cái để loa cọc chống loa bên trên đấy. Đấy, thì là nó nhìn nó rất là đẹp. Đây như em đang để đây. Đấy, các bác mua cái cọc sau kinh này, các bác để đây, thì nhìn nó rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi em xin báo giá luôn cho các bác nhé. Cặp súp này em bán là 5.200.000 một quả nhé con nhé. Các bác nào mà mua một cặp thì em sẽ bớt cho các bác một chút xíu nhé. Đấy, giá này thì bên em đã bao gồm vận chuyển rồi này, và các bác sẽ được tặng 3 mét dây loa cùng với lại hai rắc lưu trích. Đấy, các bác về các bác đấu hoặc em đấu chọn được. Đấy, giá cực kỳ là dễ chịu quá nhá. Đấy, giá của hôm nay là giá ngày mùng 8 tháng 3, ngày phụ nữ Việt Nam quá nhá. Đấy, nhà bác nào mà chưa có những cặp súp để tặng các chị em thì các bác có thể lưu ý cái cặp súp này cho em. Rồi, video của em cũng xin làm ngắn gọn tại đây thôi. Đấy, hẹn gặp lại các bác vào video lần sau nhá.